Xin chào các bạn, quay tới quay lui thì chúng ta chỉ còn có 6 tuần nữa thôi là tới Tết rồi. Chắc chắn là khoảng thời gian đó các bạn sẽ bận bịu lắm, như là dọn dẹp nhà nè, chăm sóc bản thân, bla bla bla, nhiều thứ nữa. Nhưng mà chúng ta đừng quên chăm sóc chiếc xe yêu của mình. Và chăm sóc chiếc xe yêu của mình đơn giản nhất bằng cách là chúng ta có thể tự thay nhớt ở tại nhà. Hôm nay Vinh sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể thay nhớt đơn giản và nhanh nhất. Để có thể thay nhớt được tại nhà, các bạn phải chuẩn bị một số thứ. Ví dụ như ở đây Vinh sẽ có một cái phễu để châm nhớt vào bên trong xe, một cái khay để đựng nhớt cũ, nên có thêm một cái khay để đựng những cái đồ nghề. Đồ nghề thì chúng ta sẽ cần có một cái kèm để mở ốc xả nhớt và một cái chìa khóa dùng để mở con ốc xả nhớt bên dưới. Và cái cây này thì tùy thuộc theo xe của các bạn nha. Đối với ở đây Vinh sử dụng xe NVX cho nên chìa khóa sẽ là 12. Một cái khăn dùng để lau nhớt và tất nhiên là phải có nhớt rồi. Khi mà các bạn tháo con ốc xả nhớt này ra thì chúng ta kê chìa khóa vào dặn từ phải sang trái là được rồi. À, các bạn nên tháo cẩn thận nha, đừng để ốc nhớt rớt vào cái nơi mà xả nhớt, nó sẽ rất là dơ đó các bạn. Đối với xe tay ga thì các bạn chịu khó lắc lư cái xe qua lại một tí xíu để cho nhớt có thể chảy hết được ra ngoài. Cẩn thận thêm thì chúng ta lau thêm lại cái phần ti thâm nhớt nè, cũng như là con ốc xả nhớt nha. Những cái chi tiết này nó khá là dơ đó, mà nếu như chúng ta không vệ sinh sạch sẽ để như vậy gắn vô luôn á, thì chắc chắn cái nhớt của mình nó cũng sẽ bị dơ lây theo luôn. Cho nên lau sạch đi rồi hãy gắn lại vào xe. Còn cái lúc gắn lại vào xe thì chúng ta chỉ cần lấy tay dặn ốc nhớt từ trái sang phải lại là được. Khi mà cảm thấy chắc tay rồi, chúng ta dùng chìa khóa siết thêm nửa vòng nữa là được. Lau luôn cái vị trí châm nhớt rồi chúng ta đổ nhớt mới vào xe. Mình vừa mới xả nhớt xong, còn bây giờ chúng ta sẽ châm nhớt vào. Đối với xe NVX này, dung tích nhớt của nó là 950, cho nên Vinh sẽ đổ đúng dung tích của xe. Vậy là chúng ta thay nhớt xong, quá đơn giản đúng không các bạn? Dòng nhớt Vinh sử dụng cho chiếc xe này đó chính là Motul Power Cutter. Bình này mục đích nha các bạn, có thể sử dụng được từ 2.200 cho đến 2.500 km. Chúng ta có thể ghi lại cái số km để lần sau thay cho đúng định kỳ. Và nhớ thay nhớt chính hãng nha mấy bạn. Còn nhớt chính hãng mua ở đâu hả? Thì sớm hay bánh chứ ở đâu? Ở đây mình có nguyên một cái kho nhớt chính hãng cho các bạn lựa chọn luôn.